Thì chúng ta tiếp tục sang phần tiếp theo là so sánh nhiều tỷ lệ. So sánh nhiều tỷ lệ. Thực ra cái này nó tên đúng của nó là kiểm chứng phù hợp, nhưng mà trong tài liệu này là giáo viên soạn mà ghi là so sánh nhiều tỷ lệ. Cho nên là ta lấy tên như thế để cho nó thống nhất. Thực ra là kiểm chứng phù hợp. Em thưa thầy ạ. Của ai vậy? Em là A3951 ạ. Thầy cho em xin phép ra ngoài 20 phút ạ. Ai Tại làm gì ở mà xã người ta. sụt xịt khóc? À không, em cũng F0 ạ. Người ta gọi em ra để đi ký một cái giấy á. Cách ly ạ. Thì người ta gọi em ra, thế trong cái thời gian em ra nói nhỡ mồm em đi, em gặp một cái thằng người yêu cũ À nhá. không. Từ từ nghe câu chuyện, hết câu chuyện. Em Không, đi người em người ta mang súng. à, thế à, chứ không phải lấy gì. Thôi đi đi. Vâng, tại vì họ mang đến tận nhà đó, em không thể đi đâu ạ. Thôi được rồi, thế được rồi, không phải khóc. Tiếp tục nha. Thầy ơi, Cái gì đấy? thầy cho em xin chuyển danh với ạ. Không được, em rơi vào ô mất Em lượt vừa rồi. mới đi vệ sinh. Em rơi vào ô mất lượt rồi. Không, thầy cho em điểm danh với ạ. Em là ai? Dạ, A38737 Vũ Thị Thảo Ly ạ. Vũ Thị Thảo Ly. Ngồi nhầm lớp rồi, lớp này làm gì có ai là Vũ Thị Thảo Ly. Có ạ. Không nhìn thấy tên ở đâu cả. Chết đi, ngồi nhầm lớp rồi. Trời Ơ ơi, có mà thầy. làm gì có ai là Vũ Thị Thảo Ly ở đây nhỉ. Chết rồi. Vũ Thị Thảo Ly vắng mặt buổi thứ năm. Vũ Thị Thảo Ly. Mã sinh viên là gì? A38737 ạ. Lớp nào? Học lớp nào? Cái lớp ghi trên thẻ sinh viên đấy. Dạ em học lớp XVG33 Ba ba gì? H1 ạ. H1 hay G1? H1 ạ. Đúng rồi. Rồi, như vậy ở đây chúng ta sẽ đi Vâng, kiểm. em cảm ơn thầy. Cảm ơn cái gì? Ta đánh dấu là em vắng rồi, cảm ơn cái gì? Để kiểm định xem ca nhóm này có tuân theo một dãy tỷ lệ P1, P2 đến PK hay không thì ta kiểm định giả cặp giả thuyết sau đây. H0 là ca cái nhóm này tuân theo dãy tỷ lệ P1, P2, P cho 3 chấm đến PK. H1 là ca nhóm này không tuân theo dãy tỷ lệ P1, P2 cho PK. Thì khi đó thì chúng ta sẽ chọn một mẫu ngẫu nhiên gồm N là phần tử, mà mỗi phần tử để được xếp vào đúng một trong ca nhóm. Gọi O1, O2, O3 cho đến OK lần lượt là số phần tử rơi vào các nhóm 1, 2, 3 đến K như trên. Nếu H0 là đúng thì xác suất để một phần tử rơi vào nhóm 1, nhóm 2, 3 chấm đến nhóm K lần lượt là P1, P2 cho đến PK. Khi đó thì chúng ta có cái P1 cộng P2 cho đến PK là bằng 1, và số phần tử kỳ vọng của K nhóm sẽ là EI bằng N nhân VI. Và chúng ta thiết lập được cái bảng này. Bảng này gọi là bảng tần số lý thuyết. Nếu như chúng ta thi đầu vào cao học, chúng ta có thể gặp những bài toán mà nó thiết lập cái này. Đây là cái bài này kiểm tra dễ nhất.
Thầy không biết các em bị Covid, bị F0 thì uống thuốc gì nhá. Anh trai của thầy ở dưới Hải Phòng, anh ấy bị Covid, anh toàn ăn tỏi sống. Uống nước gì nữa ấy? Uống nước xê sủi cái gì đấy. Chắc là lớp mình đa phần là đều tiêm được mũi 2, mũi 3 rồi đúng không? Cho nên là cứ không, mình cũng không vấn đề gì đâu. Cứ thoải mái tư tưởng, ăn uống đầy đủ là ổn. Đừng có tư tưởng nó nặng nề quá, nó nguy hiểm. Nhiều khi nó bệnh nặng thêm nó cũng chỉ vì cái bệnh gọi là bệnh tư tưởng. Hết sức thoải mái tư tưởng, bệnh tật dần dần nó sẽ vượt qua và chúng ta sẽ chiến thắng. Đó. Thế thì cái EI nó bằng NI nhân PI và chúng ta có được như thế này. Nếu như H0 là đúng và các cỡ mẫu lớn thỏa mãn sao cho là EI bằng N nhân với PI là lớn bằng 5, thì với mọi y chạy từ 1 cho đến k thì cái lượng chi bình phương này bằng, trong cái lúc nãy thì nó là hai cái sigma nó lồng nhau và chỉ số là EZ, còn bây giờ là chỉ số y thôi. Thì cái chỉ k bình phương này nó sẽ tuân theo chi bình phương này, nó sẽ tuân theo chỉ phân phối chi bình phương với bậc tự do là k chỉ 1. Tại mức ý nghĩa alpha, giả thuyết H0 là bị bác bỏ nếu như bất đẳng thức sau đây là đúng. Rồi. Chúng ta sẽ có một ví dụ độc nhất vô nhị. Theo báo cáo về tổng điều tra dân số của 2 năm trước đây tại một tỉnh thì tỷ lệ của những cặp vợ chồng có một con là 15%, hai con là 55%, trên hai con là 30%. Sau 4 năm với những chiến dịch tuyên truyền rồi cung cấp các dụng cụ tránh thai vân vân và vân vân, người ta muốn đánh giá lại cái hiệu quả của nó. Thì một cái cuộc điều tra ngẫu nhiên trên 500 cặp vợ chồng cho thấy 100 cặp có một con, 300 cặp có hai con, 100 cặp có trên hai con. Với dữ liệu đó có thể kết luận được chiến dịch tuyên truyền này có làm thay đổi tỷ lệ hay sinh hay không. Chọn mức ý nghĩa là 5%. Rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ xử lý cái bài toán này như thế nào. Người ta bảo có làm thay đổi hay không. Nếu không thay đổi thì có nghĩa là như cũ. Có một lần tình cờ gặp lại người yêu cũ mới nói một câu rằng là ôi xa, anh vẫn như cũ nhỉ, mặt vẫn đen xì như cũ chết giờ, sau bao nhiêu năm đi làm thì tưởng ngồi phòng giấy tưởng trắng trẻo, bây giờ vẫn đen xì như cũ. Gặp người yêu cũ thứ hai, trông anh khác quá, dạo này khác quá đấy. Thế là khác tức là nó không như cũ, thì ở đây nó cũng thế, ở đây nó cũng thế. Đấy. Chị chụp nhầm trang à. Có bạn học tuần thứ 8 người yêu đã giục coi như là phải học nhanh nhanh như là về mà lấy, nếu không là nó bỏ, cho bỏ luôn nhờ. Tiếp tục. Đấy, thế như thế này có làm thay đổi tỷ lệ sinh hay không. Như vậy là ở đây ấy, thì chúng ta sẽ gọi H0 à, gọi P1 P2 P3 lần lượt là tỷ lệ hộ gia đình sinh một con, hai con, rồi hơn hai con và trên hai con ấy. Hơn hai con có nghĩa có thể là ba con, bốn con, năm con, sáu con, bảy con, tám, chín, mười, gì cái cát hơn hai con. Rồi đấy, đấy là chúng ta gọi ban đầu. Thế bây giờ đề bài bảo là có làm thay đổi hay không. Nếu không thay đổi thì có nghĩa là nó giống như cái năm trước này. Đấy, như này này. Như vậy là H0 của chúng ta sẽ là P1 bằng 15% là 0,15. P2 là bằng 0,55. Và P3 là bằng 0,30, tức là 0,3. Nhớ là cái loại này là tổng của cái này phải bằng 1. Đấy. Đến đấy rồi thì làm thế nào? Nay chúng ta thấy nghe tiếng ồn của nó khác, nó không giống như ở đoạn đúng không? Hôm nay thầy đã xuất hiện ở trên Hà Nội, không phải ở quê như trước. Quê như trước là cứ 5:30 là người ta bật loa đài ở Mỹ cả lên. Thực ra đến một lúc nào đó thì chúng ta phải tự chăm sóc bản thân của mình, nhưng mà nhiều bạn cứ hay kiểu
tủi thân tủi thiếp cái thứ đang ăn chơi nhảy múa là tự nhiên bị nhốt nhà. Ở nhà nhiều khi con gà con vịt cũng bị ức chế theo, nó gọi là bị gọi là bạo hành. Đang nói chuyện là hát không là như thế. Thế nhưng mà cái lời của nó thì có nghĩa là gì? Nếu như bằng lời ấy, thì hát không ở đây chính là tỷ lệ sinh như cũ, tức là vẫn như trên. Đấy, thế còn hát một thì là chúng ta dùng cái chúng ta học cái môn logic suy luận, chúng ta biết rằng là cái này nó dấu phẩy thực chất nó chính là cái thứ nhất hội cái thứ hai hội cái thứ ba. Thế bây giờ nó là phủ định của cái hát không chính là hát một, và như vậy là p một phủ định của bằng chính là khác, phủ định của và chính là hoặc, phẩy chính là và mà. Khác 0,5 nhân hoặc P3 khác 0,3. Đấy. Đấy là ghi bằng ký hiệu. Thế còn ghi bằng lời, đôi khi tại sao mình phải học hai cách ghi? Bởi vì nhỡ đâu người ta nói bằng lời thì mình cũng phải biết. Thế nếu như nói bằng lời thì cái câu ở dưới là cái tỷ lệ sinh đã làm thay đổi, đã thay đổi, không tỷ lệ sinh đã bị thay đổi đúng không? Nếu là nói bằng lời tỷ lệ sinh của năm nay đã thay đổi đấy, để mình biết, thế không người ta trắc nghiệm là cho phương án nọ phương án kia lại không biết trả lời thế nào. Rồi khi đó thì ta bắt đầu lập cái bảng sau đây, ta lập cái bảng à, sinh một con thì ta nó là một nhóm một này, hai con này, trên hai này đấy. Ở đây là có 3 nhóm tất cả đúng không? Rồi, số quan sát. Số quan sát, tên tiếng Anh nó viết tắt là chữ O ấy. Như vậy là đây là O1. O1 để bài cho bao nhiêu nhỉ? 100. 300. 100. Đúng rồi. Thì, xác suất theo H0 thì là P1 đấy, tương ứng ở cái trên là 0,15. P2 thì là 0,55. Và P3 thì là bằng 0,3. Đấy. Sau đó là gì tiếp? Sau đó thì chúng ta có cái dòng số 4 thì là tích của dòng số 3 nhân với n. Tổng n của chúng ta ở đây là bằng 500. Tổng n bằng 500. Thì chúng ta sẽ lấy cái dòng số 3 nhân với n. Như vậy 500 nhân với 0,05 thì chúng ta sẽ ra là bao nhiêu nhỉ? 500 nhân 0,05 thì là 25 rồi đấy. Là E1 bằng n nhân p1, các em tự nhân nhé. Đó là e2 thì bằng n nhân p2, e3 thì bằng n nhân p3, cái này thì dễ. Đấy, cộng lại thì tất nhiên nó vẫn bằng 500. Đây là số kỳ vọng, số phần tử kỳ vọng. Đấy, rồi như vậy chúng ta có được cái bảng này. Thế sau đó thì chúng ta đi tính cái đại lượng chi bình phương. Ở đây thầy đang nói làm thủ công đấy. Chi bình phương thì sẽ bằng sigma OI trừ EI. Tất cả bình chia cho EI. Ở đây là I chạy từ 1 đến đến 3. Thế như vậy là lấy cái dòng này trừ đi thằng này này. 100 trừ đi 75. À đây là bao nhiêu nhỉ? 15 à? Chết. Thế là 75, đúng rồi. 100 trừ 75 bình phương chia cho 75. Tiếp tục 300 trừ đi cái con này là 225 thì phải. 200 bao nhiêu nhỉ?
75 nhân 75 200 275. Tất cả bình phương chia cho 275 cộng cái cuối cùng. Cái cuối cùng là 100 nhân 3. À quên, 3 0,3 nhân 500 là 15. Như vậy là 100 0,3 nhân 500 15. Ô sao số xấu thế? Đấy, thế là sau đó chúng ta thay nốt vào cái cuối cùng. Đấy. Đấy là theo tính thủ công nhé, giáo viết bằng tay nhé. Bây giờ đánh máy lại. Ồ, sao là 150? À ừ đúng rồi. 3 nhân với lại 50 500 mà. 0,3 nhân 150. Chính xác. Như vậy chúng ta sẽ tính được ra cái con này là nó sắp xỉ thôi. 27,27 27,27 mãi mãi. 27,273. 27,27 27,27 đúng rồi, chính xác. Đấy. Thế thì cái chi bình phương này, xong. Sau đó là với mức ý nghĩa alpha sau khi tính được xong là 27,27 27 mãi mãi nhé. Thì là với mức ý nghĩa alpha bằng 0,5. Chúng ta sẽ bác bỏ H0 nếu chi bình phương không phẩy không năm, ta sẽ bác bỏ H0 nếu nếu như là chi bình phương lớn hơn chi bình phương k trừ 1,alpha. Cái chi bình phương này chúng ta ở trên tính rồi, 27,27 lặp đi lặp lại mãi mãi. Thế còn cái này, cái này thì nó là chi bình phương 3 trừ 1 tức là 2, alpha là 0,05. Như vậy là cái chi bình phương tính ở trên, còn chi bình phương k trừ 1 alpha thì chính là chi bình phương 2,0,05. Cái này là hàm tra ngược chúng ta đã biết rồi, IDF chấm cheese cheese một chữ s mở ngoặc 1 trừ 0.05,2 đóng ngoặc, tự bấm máy ra bao nhiêu thì ghi kết quả vào. Đấy. Thế thì chúng ta sau khi bấm máy xong chúng ta ghi được kết quả vào thì nó ra là 5,991. Như vậy chúng ta thay vào bất định thức là nó sai. Bất định thức sai. Ơ, sao lại sai? Bất định thức đúng nhỉ? Quên, bên trái là 27 mà. 27,27 nó lớn hơn 5,99. Bất định thức là đúng, do đó chúng ta có đủ bằng chứng để bác bỏ H0. Tức là tỷ lệ các hộ sinh một hai một con hai con nhiều hơn hai con đã thay đổi so với trước đây. Nhưng vấn đề đặt ra ở đây ấy, là nếu như anh chỉ làm được gọi là thay đổi thôi, thế thì vứt. Anh bảo là tôi làm dự án và dự án nó có thay đổi. Thế thôi, chả còn gì nói cả. Thay đổi nhưng vấn đề nó là thay đổi tiêu cực hay tích cực. Thế mới là quan trọng. Thay đổi tiêu cực hay là tích cực. Thế mới là quan trọng. Ai trả lời được là tiêu cực hay tích cực? Ai trả lời được là tiêu cực hay tích cực? Xin mời Phạm Thủy Tiên. Sự thay đổi này là tiêu cực hay tích cực? Phạm Thủy Tiên gọi không trả lời là vắng nhá, hay là bạn này vượt ta đâu bạn? Dạ có. Dồi ôi, sao em không để đến tối em hăng thật? Dạ quá nào, trả lời cho thầy là sự thay đổi này tiêu cực hay tích cực? Tình Thế sau này này thì là là làm sao? chắc là tích cực ạ. Ok,
Nếu mà thế sau này mà người ta đi làm người ta bảo có thay đổi xong em bảo có tích cực cái thì có mà bán xí nghiệp đi mà trả nợ. Phải kiểm tra cẩn thận chứ chưa gì đã trả lời. Em giải thích tại sao nó tích cực mà tại bây giờ muốn biết thì ta phải nhìn lại cái bảng này đấy mới là cái cao thủ chứ còn anh chỉ biết là có thay đổi thì bây giờ nhỡ thay đổi mà theo hướng tiêu cực thì làm sao anh đầu tư hàng bao nhiêu tiền vào nào là tuyên truyền xe tuyên truyền rồi thanh toán tiền trả cho những người đi tuyên truyền rồi các thứ kết quả nó có thay đổi nhưng mà thay đổi theo hướng tiêu cực thế thì còn nói chuyện quái gì. Bây giờ em hãy nhìn cho thầy vào dòng số 2 và nhìn cho thầy ở dòng số 4. Sự thay đổi này có hướng tiêu cực hay là tích cực? Ủa tôi chết rồi, có nhầm lẫn gì đâu. Ừ. Cái số phần tử kỳ vọng là nếu như nó giống như năm trước thì nó sẽ có kết quả ở dòng số 4. Còn nếu như mà trong thực tế thì nó kết quả là dòng số 2. Đấy, bây giờ em nhìn và em phân tích cho xem là tiêu cực hay tích cực là phải giải thích như nào để cho mọi người nghe nó lót tai rồi. Trời ơi, em vẫn chưa biết là Thế bây giờ nha, cái số phần tử kỳ vọng tức là nếu như H0 mà đúng thì số sinh hai con trở lên, số cặp vợ chồng sinh hai con trở lên là có bao nhiêu hộ? Số cặp vợ chồng này, có bao nhiêu cặp? Thầy giáo thế nhắc thầy một. hỏi lại em nữa được không ạ? Thầy hỏi lại á, thầy nhỉ, một bạn nó hỏi em có người yêu chưa? Không trả lời được đúng không? Thế thì chứng tỏ là bà bài này nó không tập trung rồi. Bây giờ thầy đang hỏi ấy, thầy thầy giáo thậm chí thầy còn gợi ý cho em là em nhìn dòng số 2 và dòng số 4. Vâng, bốn nhưng mà Nhìn dòng số 2 và dòng số 4, nếu như H0 là đúng thì kết quả là dòng số 4. Còn kết quả thực tế chúng ta đi điều tra thì nó lại nằm ở dòng số 2. Đấy, em cứ so sánh dòng số 2 và dòng số 4. Nhìn ra cái chìa khóa quan trọng nhất là em sẽ trả lời được. Nếu như H0 là đúng thì trong thực tế số hộ gia thì số hộ gia đình sinh từ hai con trở lên trên hai con là có bao nhiêu hộ? Nếu như H0 là đúng. nếu mà hát không là đúng thì Ừ. Thì sao? Thì sẽ có bao nhiêu hộ gia đình là có ba có hai con trở lên trên hai con? trên hai con thì là 100 ạ. 100 nhận 0 điểm. Về chỗ thôi không phải thi nữa. Nếu H0 là đúng cơ mà. 150 ạ. Sao biết? Thì nãy thầy bảo là nếu không đúng thì Đúng rồi, nếu như H0 là đúng thì sẽ có 100, tức là nếu như giống như năm cũ ấy, H0 đúng tức là giống như năm trước ấy. Thì cái số sinh hai con trở lên trên hai con là có 100 hộ tức là 100 cặp nhưng trong thực tế đàn 150. cái gì cơ trong thực tế là chỉ có bao nhiêu hộ thôi chỉ có 100 hộ thôi như vậy là tiêu cực hay tích cực Đâu. Tức là tiêu cực. tiêu cực đúng không thôi thôi không phải thi nữa em không phải thi nữa. Nếu như thầy được quyền miễn cấm thi cho em thì thầy cho em cấm thi luôn, nghỉ thi luôn. Bây giờ Ơi. nếu như H0 mà đúng nhá,
thì là có 150 hộ, 150 cặp gia đình có trên 3 con, à từ hai trên 2 con. Nhưng trong thực tế là chỉ có 100 hộ thôi, nhưng mà không biết là tiêu cực hay tích cực. Chết sao. thì nó ít thôi. Nó ít đi thì rõ ràng là nó tích cực gì nữa. Ô, em tưởng ít đi là nó tiêu cực. À thì là tích cực. Em nhầm lẫn tí chỗ này thôi. Người ta đánh giá là đánh giá cái số sinh nhiều con, hai con à, trên hai con, thì nếu như nó giống như năm trước thì nó sẽ có 150 cặp, trong khi thực tế chúng ta chỉ có 100 cặp thôi. Rõ ràng là tiêu cực, à quên, tích cực còn gì nữa, đúng Vâng không? ạ, em nên vâng ạ. Bây giờ thì hiểu chưa? Cũng hiểu rồi ạ. À thế à, thế con đứa lại bảo là, con đứa lại bảo là cái sinh một con thì là nếu như H0 là đúng thì có 75, nhưng trong khi thực tế lại có 100 hộ. Thế nó cũng bảo là tiêu cực, thế có đúng không? Cực. Ừ. Đây là ít đi là tích cực. Ai bảo ít đi, đây là nhiều lên mà. À, đúng. Nhiều lên thì là không, em đang so sánh với cái vừa nãy là ít đi thì là tích cực, thế còn cái này nhiều Cái này nhiều hơn thì cũng vẫn là tích cực. nhiều Bởi vì đây là số hộ sinh một con, mà một con cơ mà. Một con nó càng nhiều à. càng Ừ tốt. đúng rồi, Cái cừ. Sinh một con thì nó càng nhiều lên càng tốt chứ, đúng không? vâng ạ. À đấy, mình phải để ý xem cái cột. Chết giả cổ này. Chưa nghĩ đến chuyện tương lai, thế chồng không, à quên, người yêu không giục về lấy cưới à? Như vậy là chúng ta đã xong bài toán này. Đấy. Tức là anh làm rồi, anh biết là nó có thay đổi rồi, nhưng vấn đề là phải thay đổi theo hướng tiêu cực hay tích cực thì anh phải trả lời được. Hiểu chưa? Chứ còn cứ trả lời chung chung thì à, tôi thấy nó không giống năm trước. Nhưng vấn đề người ta hỏi, người ta sẽ hỏi vặn như thầy vừa nói. Vấn đề là không giống. Ừ đúng rồi, nhất trí. Nhưng vấn đề là tiêu cực hay tích cực. Cứ chắc là cái này theo thầy Tần nói là chắc là cái con gà. Nghĩa là không được, đúng không? Chỉ phải rõ ra tiêu cực hay tích cực, giải thích ra người ta nghe, người ta thấy lọt tai. Đấy. Nếu như đúng thì phải có 150 hộ, là 150 cặp có từ trên 3 con. Nhưng trong khi thực tế chúng ta điều tra thì chỉ có 100 ấy. Rõ ràng là so với cái đấy là nó ít hơn trên 2 con, là ít hơn, thế là rõ ràng là tích cực đấy. Và cái nhận xét trên chính thức kết thúc cái phần làm bằng tay ở đây. Sau đây thì làm bằng chân, quên, làm bằng máy. Sau đây chúng ta nhìn nhá, cực kỳ hay luôn, nhưng mà nó xuất hiện nó sẽ có chỗ thì nó giống mà có chỗ nó khác một tí. Bây giờ chúng ta sẽ mở một file mới, mở một file mới, ấn đồng thời hai phím là control ấy. Control là phím điều khiển cộng n, n là mới. Chúng ta sẽ chỉ có hai cột thôi. Cột thứ nhất tên của nó là nhóm nhóm này ta đặt nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, chứ chúng ta không đặt là nhóm lớn hơn hai đâu. Rồi, thứ hai là số con. À, nhóm 1, nhóm 2. Mình đã không cho số thập phân mà nó vẫn ra thập phân thế nào? À, quên mất. Số con là 100, 300. À, số hộ, quên mất số hộ, số con. Thế sao? Số hộ gia đình nhé, số cặp quan trọng được, cái này không quan trọng, quan trọng là cái phương pháp đấy. Thì như này là chúng ta bảng gộp là chúng ta phải dùng tần số, tần số chính là trọng số. Ấn vào đây nghe kỹ để mà làm sau này ra thực tế. Thường là chúng ta người ta cho cái bảng chứ không mấy khi nó cho file gốc. Cho file gốc có nghĩa là chúng ta đi điều tra rồi. Như này là chúng ta bảng, chúng ta nó vẫn là phân phối chi bình phương, nhưng mà chúng ta không vào cái chỗ cross table nữa. Cross table là bảng chéo, ở đây lấy đâu ra bảng chéo, đây lấy đâu ra bảng chéo, nhìn cái bảng có phải bảng chéo đâu. Chúng ta sẽ vào cái chỗ mà nó ghi là non-parametric test, tức là kiểm định phi tham số này, xuống dưới cùng này, legacy này, dialog, chi square, nhìn thấy chưa? Đấy, tích vào đây. Đấy. Ở đây thì cái nhóm là biến, còn cái số hộ thì thực chất nó là cái biến phụ để cho đỡ phải lập nhiều.
Thì nếu P1 bằng P2 bằng vân vân, tất cả các P bằng nhau thì chúng ta để nguyên cái chỗ này. Đấy, P1, P2 không bằng nhau cho nên chúng ta tích vào đây. Đấy. À, như vậy là chúng ta sẽ thấy cái P1 của chúng ta bao nhiêu nhỉ? 0,15 đúng không? 0,15 thêm P2 của chúng ta là 0,55 đúng không? Thêm P3 của chúng ta là 0,3 đúng không? Rồi, theo đúng thứ tự trừ trái có phải. Cái nào ở bên trái thì nhập trước. 15, 55, 3. Rồi, thế thì cái này là chúng ta chia rồi cho nên chúng ta để nguyên cái ô là get from data. Còn nếu như mà chúng ta chia khoảng thì chúng ta sẽ phải dùng ở đây. Nhưng mà chúng ta không chia khoảng, chúng ta lấy đây. Xong là ok. Một. À, từ từ. Kiểm tra xem cái này nào. Rồi, option. Rồi, không cần. 1, 2, 3. Ok. Úi giời ơi. Chúng ta nhìn nè. À, số đối tượng quan sát này. Chúng ta nhìn này. Đây, bây giờ biết tại sao nó ký hiệu là O đúng chưa? Nhìn chưa? Đấy. Còn đây là số phần tử kỳ vọng này. 75, 275, 150. Nó tính hộ sẵn cho chúng ta. Số dư. Số dư tính là hiệu của cột số 2 cho cột số 3. 100 chia cho trừ đi 75 thì bằng 25. 300 trừ 275 bằng 25. 100 trừ 150 bằng âm 50 này. Và đây chi square của nó đây. Chi bình phương đây, 27,273 này. Tức là 27,27 mãi mãi. Đấy, nó lặp lại. Thế còn cái P giá trị, ô chết nhầm. Ừ. P giá trị của nó đây. Ở dưới cùng ấy. Thì mức ý nghĩa lớn P giá trị, do đó chúng ta bác bỏ H0. Đây, mức ý nghĩa này. P giá trị của nó là ghi ở trong bài nó là 0. À, chấm 0,00. Có nghĩa là cái P giá trị của nó là rất nhỏ. Nó nhỏ hơn 0,001. Như vậy là với mức ý nghĩa là 0,05 lớn hơn P giá trị, do đó chúng ta bác bỏ H0, chấp nhận H1. Và như thế tức là tỷ lệ năm nay nó không tuân theo năm trước, tỷ lệ sinh con năm nay không tuân theo năm 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 trước. Và như vậy bài toán đã được giải quyết xong bằng việc hỗ trợ phần mềm để xử lý. Như vậy là với ví dụ trên và việc sử dụng phần mềm, chúng ta đã chính thức kết thúc chương trình ở đây.